Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 với phụ huynh. Như vậy thì trong lớp trước ở cái bài số 4 phép cộng phép trừ phân số thì thầy đã dạy cho em phần lý thuyết tiết 1 rồi đúng không nào? Trong lớp hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập các em nha. Các em lưu ý là khi làm về phân số thì khi mà mẫu âm á thì em phải xử lý để mẫu trở thành là dương. Các em nhớ không thầy như vậy, sau đó chúng ta sẽ thực hiện phép trừ hoặc là phép cộng thì tùy theo đề bài thì thầy yêu cầu. Được chưa? Tất cả là chúng ta đi tìm số đối như vậy anh em nha. Biết cách xử lý dấu chứ không là nó sẽ bị sai á. Ta đi sang câu số 1. Người ta yêu cầu các em là tính giá trị các biểu thức sau theo hai cách. Có cách dùng tính chất của phép cộng. Hai cách ở đây nghĩa là nghe nó một xíu này. Cách 1 á là các em có thể tính ở trong ngoặc này bằng cách quy đồng. Cách 2 chúng ta sẽ tiến hành nhóm. Nghĩa là ở đây các em thấy cái mẫu này chúng ta xử lý, đây có mẫu 5, ở đây mẫu 5 ta nhóm hàng này một nhóm này, gọi là cách 2. Nhưng mà làm cách nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ có mấy kết quả các em, chỉ có một kết quả thôi nha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi sang câu A. Thầy sẽ làm cách 1. Người ta yêu cầu hai cách thì chúng ta sẽ làm hai cách thôi. Bây giờ cách 1 thì thầy sẽ thực hiện ở trong cái ngoặc này. Ngoặc này trước nha. Xem thử nó có cùng mẫu hay không. Nếu có cùng mẫu thì chúng ta giữ nguyên mẫu, chúng ta lấy tự cộng lại. Mà nếu nó không cùng mẫu thì bắt buộc chúng ta phải quy đồng thôi. Và trước khi chúng ta xem nó cùng mẫu hay không cùng mẫu á, thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý giùm thầy ở trong ngoặc này nha. Ở đây các em thấy không? Trừ 2 với trừ 5 thì chúng ta sẽ viết trở thành là 2 phần 5. Trừ 5 trừ 6 trở thành là 5 phần 6. Xử lý mẫu, xử lý ngay và luôn em. Cứ mẫu mà âm thì phải xử lý để cho nó mềm dương. Rồi, bước đầu tiên như vậy. Cách 1 là thầy sẽ tính ở trong cái ngoặc này nha. Trong ngoặc này, còn anh đây thì 4 phần 5 này cứ để riêng ở ngoài đó, không có đụng chạm gì cả. Để tính trong ngoặc này nó ra được một kết quả nha. Như vậy thì ở đây các em thấy mẫu đây là 5, ở đây là 6. Như vậy chứng tỏ là gì? Chúng ta phải quy đồng. Tại vì 5 với 6 khác nhau nên nó không giống nhau, đúng không? Quy đồng thì ở đây các em thấy không? Mẫu chung chúng ta chắc chắn sẽ là 30. Nghĩa là các em sẽ lấy 5 nhân 6, nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện cái công thức mà hôm trước thầy đã cho các em đấy, nhân theo đường chéo các em, lấy 6 nhân 2 này, rồi lấy 5 nhân 5 này, rồi lấy 2 này nhân lại với nhau là 5 nhân 6 này. Như vậy chúng ta có là gì? 2 này ta nhân mấy? 2 nhân 6 này. Ở đây là bao nhiêu? Ở đây chúng ta ghi chung luôn, ở đây là 5 nhân 6 ở đây, vẫn đúng nha em nha. Nghe các em thực hiện là lấy 6 nhân 2 ở đây, cộng ghi lại 5 nhân 5. Đó, rồi, ở đây 5 nhân 6, ok. Bạn nào không hiểu thì vào clip ở tiết 1 các em xem lại nha. Bằng tiếp. 2 nhân 6 bằng 12, 5 nhân 5 bằng 25, 5 nhân 6 bằng 30. Và thầy nói luôn là trong quá trình dạy á thì thầy cũng có thời gian để xem lại clip của mình quay đâu em. Rồi, nên là ví dụ như nó có những cái sai sót gì đó thì các em nhớ comment, mà sai sót lớn thì người ta comment, mà sai sót nhỏ thì thầy mong các em quý phụ huynh bỏ qua nhé. Tại vì dạy rất là nhiều bộ sách và dạy rất là nhiều cái chương trình khác nhau nên là nhiều lúc nó cũng bị loạn nha. Mong các em mà quý phụ huynh thông cảm nha. Được không nào? Như vậy thì ở đây các em lấy gì các em? 12 cộng 25 thì sẽ bằng là 37 phần 30. Đúng không nào? Cộng cho 4 phần 5. Đúng không nào? Rồi, từ đây thì các em thấy mẫu nó có giống nhau nữa không? Mẫu không giống nhau. Như vậy ở đây là 30 mà ở đây là 5 thì chứng tỏ mẫu chung đây sẽ là 30. Chứng tỏ 37 phần 30 này chúng ta viết lại này. Cái 4 phần 5 này chúng ta sẽ nhân cho bao nhiêu? Các em ở đây tử và mẫu. Các em lấy 30 chia 5 thì thừa số phụ đây là 6, ở đây chúng ta nhân 6. Như vậy ở đây 37 phần 30. Đúng không? Cộng ở đây cho 2 46 24 phần 30. Và sau khi có 30 rồi thì chúng ta sẽ lấy 37 cộng 24. Đúng không? Thì kết quả ở đây 1 này, 61 phần 30 các. Rồi, kết quả cuối cùng ta là 61 phần 30 ở đây cách 1. Tại vì thầy làm quá chi tiết nên nó mới dài như vậy các em, chứ còn nếu mà để thực sự làm thì nó không nhanh thôi chứ cũng không không dài như thế này đâu, nhưng mà bắt buộc thầy phải làm chi tiết ra để các em hiểu. Đó. Bây giờ được chưa? Cách 1 em hiểu chưa nào? Để thầy kiểm tra máy tính theo cách 1 xem thử đúng hay sai nha. Đây. Thầy sẽ bấm vào đây nè. Cũng không, các em bấm ở trên cái đề bài cũng được.
Nhưng mà chúng ta biết cách xử lý thì bấm cái chỗ này nhanh hơn. Phần này, thể loại mở ngoặc này, lấy 2 phần 5 này, 2 phần 5. Phần ngay chỗ đây, cái dấu phần này. Nghe nó lại này, cái dấu nháy này nằm dưới đây đúng không? Chúng ta muốn lên thì chúng ta bấm dấu ngang này. Cộng bao nhiêu này? 5 phần 6. Rồi, nháy ra nháy lên. Đóng ngoặc. Cộng ngoài đây cho 4 phần 5. Rồi, được chưa? Sau đó chúng ta bấm dấu bằng. Như vậy chứng tỏ kết quả của thầy là chính xác. Được chưa nào? Nghe trong máy tính nó chỉ ra kết quả thôi chứ nó không ra các cái cách trình các bước em nha. Không ra các bước đâu. Đó. Ta sẽ đi sang ở cách 2. Bài này có vị dài này. Âm 2 phần âm 5 cộng âm 5 phần âm 6 cộng 4 phần 5. Bây giờ cách 2 các em nha. Bằng này. Thầy cũng sẽ xử lý ở chỗ đây trước, bỏ ngoặc ra. Tại vì đằng trước đây là dấu cộng nên bỏ ngoặc ra nha. Xử lý đây, chỗ đây là 2 phần 5 cộng 5 phần 6. Cách này thì nhanh hơn các em. Cách này thì nhanh hơn. Sau đó thầy nhóm cùng mẫu này. Ở đây mẫu 5, đây mẫu 5 này. Cùng nhóm này. 2 phần 5 cộng 4 phần 5 cộng 5 phần 6. Được chưa? Như vậy thì đây cùng mẫu nên ta cộng lại là bằng 6 phần 5. Là 2 cộng 4 này. 2 cộng 4 bằng 6, 6 phần 5 đúng không? Ok. Thì bây giờ ở đây chúng ta nhìn này. Ta huy động thôi. Lấy 6 nhân 6 ở đây. Cộng gì? 5 nhân 5 ở đây. Lấy 2 này nhân lại là 5 nhân 6. Như vậy đây là 6636. 5 nhân 5 bằng 20. 25 phần 30 đây. 36 cộng 25 thì nó bằng 61 phần 30. Nghĩa là khi em làm cách nào thì nó cách này thì nhanh hơn nhiều. Đúng không? Nó bằng 61 phần 30 kia. Đó. Em hiểu ý thầy nói không nào? Rồi, ta sẽ đi sang ở cái câu B nha. Bây giờ hiểu chưa? Sau khi mà hiểu rồi thì thầy sẽ làm nhanh một xíu nha em nha, không làm chi tiết. Chậm như vậy thì rất là lâu các em. Ở đây cái đề bài các em ghi lại nha, cái đề bài ghi lại. Bây giờ thầy sẽ làm cách 1, thầy sẽ tính trong ngoặc này. Trước khi tính trong ngoặc này chúng ta xử lý về dấu này. Ở đây âm 3 phần âm 4 thì thầy sẽ ghi trở thành là 3 phần 4 nè. Cộng nè. Cái dấu âm ở mẫu thầy đưa lên tử nè. Để tránh sự sai sót thì các em phải xử lý ngay từ đầu như vậy. Cái đề bài các em tự ghi lại nha. Thầy đây làm bước 1 ạ. 3 phần 4 nè. Cộng nè. Rồi bây giờ huy động nè. Nhân chéo nè. Lấy âm 11 nhân 2 nè. Cộng âm 1 nhân cho 15 nè. Ở đây 15 nhân cho 2. 3 phần 4 nè. Ở đây thầy đã nói là cái bài này thầy làm nhanh một xíu á. Lấy âm 22 cộng cho bao nhiêu? Đây một vuông đi. Cộng cho âm 15. 30 đó. Rồi. 3 phần 4. 22 mà cộng cho 15. Ở đây chắc chắn là âm rồi. 37 ha. 30. Đúng chưa? Như vậy thì đây chúng ta tiến hành quy đồng 30 với 4 thì mẫu chung của chúng ta đó chính là bao nhiêu nhỉ? 60 đúng không? 60 đúng không nha? 60 thì thừa chỗ phụ này, lấy 60 chia cho 4. Lấy 60 chia cho 4, cũng không là kẻ nhân lên. Rồi, thôi nhân theo cách kia đi. Lấy 3 nhân cho 30 chia cho 4 nhân 30 ở đây. Cộng âm 37 các em lấy 4 nhân lên. Tí nữa thầy rút gọn cũng được. Rồi, ok. 3 nhân 30 thì bằng 90. 4 nhân 30 là 120 ở đây. Có máy tính làm gì để không xài đúng không? Rồi. Các em lỡ xài nghe các em lại nhắn comment ầm ầm lên nữa. Thầy quen bị sai thì lê tức lét ớt. Rồi. Như vậy 148 đúng không? Như vậy đây sẽ bằng âm 58 phần 120. Cái việc mà thực hiện cộng đây là quá dễ rồi. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành rút gọn đây chia 2, đây chia 2 nha. Như vậy đây bằng âm 29 phần 60. Xong. Được chưa? Rồi. Ta đi sang cách 2 nhé.
Cách hai xem thử có cái cách nào mà nó nhanh hơn nữa không? Thầy cũng ghi lại 3 phần 4. Ở đây là thầy xử lý luôn rồi á. Đây âm 3 âm 4 thầy xử lý luôn. Ở đây dấu cộng thì bỏ ngoặc ra luôn nha. Làm bước đầu á. Âm 11 phần 15 cộng âm 1 phần 2. Thầy nhóm hai này một nhóm này. Đã áp dụng tính chất là được nha. Mẫu chung ở đây là mấy? Là 4 đúng không? Mẫu chung đây là 4, lấy 2 nhân cho 3 là 6. Cộng 4 nhân ở đây là âm 4. 4 x 2 thì là 8, thầy làm nhanh nha. Hai phần 8. Nhân chéo lên. 2 x 15 cộng 8 nhân cho âm 11. 8 nhân cho 15. 2 x 15 bằng 30. Cộng 8 x 11 là âm 88. 8 x 15 là bằng 120 đúng không? Đó, cái này sẽ bằng âm 58 phần 120. Lúc còn cho 2 thì sẽ bằng 29 phần 60. Rồi. Được chưa? Đấy mới cái bài số 1 không em? Thấy rất là lâu đúng không? Rồi, ta sẽ đi sang là câu số 2. Câu số 2 em, người ta yêu cầu như đây, tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau, nghĩa là người ta cho 1 2 3 4 5 phân số. Bây giờ chúng ta sẽ tìm các cặp đối nha, đối nhau ha. Thì em nhìn nè. Âm 5 phần 6 với 5 phần 6 này, đối nhau này. Ha. 40 phần 10, 40 phần 10 thì cái này là chính là bỏ cái âm này đi. Thì nó sẽ ra âm 40 phần âm 10 thì nó sẽ thành là 40 phần 10. Thì nó sẽ đối với thằng này 40 phần âm 10. Như vậy cặp này cặp này và cặp này cặp này. Còn cặp này chắc chắn không có thằng nào đối với nhau rồi ha. Em ghi là các cặp phân số đối nhau là, đó chính là âm 5 phần 6 và 5 phần và 5 phần 6 đúng không nào. À, cặp thứ hai đó chính là âm 40 phần âm 10 và 40 phần âm 10. Vậy đó. Đó. Bài này thì ngắn, bù lại với bài số 1 ha. Ta sẽ đi sang ở bài số 3 đi nha. Ta đi sang bài số 3 nha. Được chưa? Thấy rõ nè, thầy thì thấy rõ rồi đấy, còn em không biết rõ hay không cũng không biết nữa. Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể, vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được là 1/7 bể, nghĩa là một giờ là chảy được 1/7, chứng tỏ là đầy bể là mấy giờ, là 7 giờ. Chúng ta cứ hiểu nôm na là như vậy ha. Vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 1/5 bể, nghĩa là nếu như mà vòi thứ hai một mình nó chảy á, ý thầy đang nói một mình nó chảy á, thì nó sẽ là 5 giờ. À. Nếu mở đồng thời cả hai vòi, mỗi giờ được mấy phần bể? Nghĩa là tổng lại, cộng lại của hai vòi. Đúng không? Cả hai vòi này. Thấy từ cả hai vòi không? Cả hai vòi nghĩa là chúng ta sẽ cộng lại, nghĩa là lấy cái 1/7 bể của vòi thứ nhất chảy cộng với 1/5 bể của vòi thứ hai, thì chúng ta sẽ tính ra được mỗi giờ được mấy phần bể, là các em lấy hai này cộng lại. Đúng chưa? Như vậy thì ở đây các em ghi thầy là nếu mở đồng thời cả hai vòi thì mỗi giờ được, như vậy thì chúng ta sẽ lấy 1/7 cộng cái gì, 1/5 đúng không? Nhưng mà thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Chúng ta nhân chéo thôi, lấy 5 nhân 1, 1 nhân 5, phần 7 nhân 5 đúng không? 7 nhân 5 này, kem ghi tổng chung cũng được, lấy 7 nhân 1, 1 nhân 7, đây 7 nhân 5, rồi. Như vậy 1 nhân 5 bằng 5 phần 35, cộng 7 phần 35. Như vậy, ở đây cùng mẫu 35 rồi, kem lấy 5 cộng cho 7, lấy 5 cộng 7 là bằng 12 phần 35.
phần bề đó, vậy đó, nghĩa là 12 phần 35 phần bề đó. Chúng ta sẽ đi sang ở câu số 4 nha. Câu số 4. Câu số 4 là cái câu như nào đây? Cái đề bài như sau em. À, người ta yêu cầu cái gì đây? Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Nha. Ngày thứ nhất đọc được 2 phần 5 quyển sách. Nghĩa là ở đây này, ta hình dung như thế này. Bảo đọc hết quyển sách là trong vòng mấy ngày này? Trong vòng 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được 2 phần 5 quyển sách. Ha. Ngày thứ nhất á, ngày 1 á. Ngày 1 là đọc được bao nhiêu? 2 phần 5 quyển. Ngày thứ hai là đọc được bao nhiêu? 1 phần 3 quyển. Ngày thứ ba đọc được là 1 phần 4 quyển. Đúng không? Hỏi ngày đầu bảo đọc nhiều hơn hay ít hơn ngày. Hỏi 2 ngày đầu nhé. Hỏi 2 ngày đầu. Hai ngày đầu là ngày 1, ngày 2 đây. Là tổng lại này. Bảo đọc nhiều hơn hay ít hơn 2 ngày sau. Tìm phân số để chỉ số trên lệch đó. Phải nè. Như vậy này. Cái nghe này nói xíu này. Ngày 1, tại vì bạn đọc là trong vòng 4 ngày. Ở trong đây ngày số 4, chúng ta chưa biết được cái phân số của nó. Có đúng không? Đấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta có thể tính được cái ngày thứ tư này được không game? Được. Tại vì sao thầy nói được? Tại vì bảo đọc hết một quyển sách trong vòng 4 ngày. 4 ngày thì chứng tỏ này. Cái quyển sách nó hình dung là vòng tròn này. Ha, vòng tròn này, cái phần này hơi khó hiểu em nha. Đấy. Cả vòng tròn này tương ứng 4 ngày bạn đọc hết thì nó sẽ tương ứng, nó sẽ là 100%. 100% nghĩa là 100 chia 100 nghĩa là tương ứng nó sẽ bằng 1 ạ. Như vậy để tính được ngày thứ 4 các em lấy 1 trừ đi cho 3 ngày này. Cho ngày 1, ngày 2, ngày 3 nghĩa là lấy 3 phân số này cộng lại, lấy 1 trừ ra thì sẽ ra được cái phân số chỉ bạn đọc ở ngày thứ 4. Được chưa nào? Ngày thứ 4. Câu hỏi ở đây người ta hỏi là hỏi 2 ngày đầu. Hỏi 2 ngày đầu chứng tỏ là chúng ta sẽ lấy 2 phân số này cộng lại là tương ứng với 2 ngày đầu này. Nhiều hơn hay ít hơn 2 ngày sau? Nhiều hơn hay ít hơn 2 ngày sau? Như vậy thì ban đầu chúng ta sẽ lấy 2 ngày đầu cộng lại cái đã. Có được không nè? Đó. Sau đó nếu như á, ở đây nó có hai cách tính nghe. Cách tính thứ nhất á, là các em sẽ lấy 1 trừ cho 3 phân số này để biểu thị là phân số ngày thứ tư đọc. Được không nè? Phân số ngày thứ tư đọc. Còn không á, là cứ tính 2 ngày đầu, các em lấy 1 trừ cho 2 ngày đầu ra. Trừ 2 ngày đầu ra thì nó sẽ ra được là 2 ngày sau. Đây là 2 ngày đầu. Chúng ta lấy 1 trừ cho 2 đây thì ra được 2 ngày sau. Sau đó các em sẽ so sánh cái kết quả của phân số của 2 ngày đầu và kết quả phân số của 2 ngày sau, xem thử thằng nào lớn hơn để chúng ta kết luận được cái này. Nhiều hơn hay hơn hay ít hơn ấy. Hiểu không nào? Rồi. Bây giờ chắc thầy giải luôn cho không, thầy nói xà quần cái rồi cái em không hiểu nữa. Bây giờ thầy tính 2 ngày đầu được không? Bảo đọc được bao nhiêu được nè. Như vậy thì 2 ngày đầu Bảo đọc được. Cái này trên đây là phần tóm tắt em nhé. Đây, ngày thứ nhất, ngày thứ hai này. Như vậy 2 phần 5 cộng cho 1 phần mấy? 1 phần 3. Đúng chưa? Thì 2 ngày đầu Bảo sẽ đọc được này. Đấy. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Đấy, 3 x 2 là 6 cộng 5 x 1 là 5. Cái này bây giờ tới thời điểm bây giờ làm nhanh như này luôn nha. Đấy, 5 x 3 là bằng 15. 6 cộng 5 là bằng 11 phần 15. Rồi. Đó. 2 ngày đầu thì Bảo sẽ đọc được, đó chính là 11 phần 15 quyển sách. Đúng nè. Còn 2 ngày sau thì thầy nói để tính 2 ngày sau có rất có hai cái tính nha. 2 ngày sau Bảo đọc được là cách tính nhanh nhất đó chính là gì? Các em sẽ lấy 1 trừ cho 2 ngày đầu.
thì ra được 2 ngày sau. Được không nào? Một ở đây, cái số 1 đây ở đâu ra này? Thầy biết chắc chắn em sẽ không hiểu số 1 này này. Ta thầy giải thích là này, ta hình dung cái quyển sách này, một cái quyển sách này bạn đọc trong 4 ngày. 4 ngày đúng không? Đọc xong hết á. Xong hết nghĩa là bạn hoàn thành. Nghĩa là đạt 100% cái việc mà đọc sách. 100%. 100% nghĩa là nó tương ứng là 100/100 thì cái này sẽ bằng 1 tương ứng 4 ngày. Bạn đã hoàn thành và cái số 1 này là đã hoàn thành. Các em nhớ là hoàn thành nghĩa là một ví dụ. Thầy lấy một ví dụ khác, ví dụ cái bể nước đi. Cái bể nước này hồi nãy cái vòi tưới nước một mình nó chảy á, là 1/7 bể, nghĩa là cái bể này á, nó chia làm mấy phần? 7 phần. Bể này chia làm 7 phần. Ha, nghĩa là trong 1 giờ nó chỉ chảy được 1/7 này thôi. Đó, 1/7. Còn khi mà nó hoàn thành nó chảy đầy bể, nghĩa là chảy tới đây. Chảy đầy bể, chảy hết cái này. Nghĩa là có phải 7/7 không? Nghĩa là cái này sẽ bằng 1. Nhớ khi hoàn thành thì nó sẽ bằng 1. Vậy thôi. Cứ hoàn thành là nó sẽ 100%, nghĩa là nó sẽ bằng 1 tương ứng như vậy. Như vậy thì sau 2 ngày sau thì chúng ta sẽ lấy là 1 là cái tổng là đã hoàn thành trừ cho 2 ngày đầu là 11/15. Thì số 1 này chúng ta viết có mẫu là 15 thì nó sẽ là tương ứng là 15/15. Số 1 này này, số 1 này nó sẽ tương ứng là 15/15 nhé. 15 chia 15 thì bằng 1 này. Trừ 11/15 thì cái này sẽ bằng 4/15. Đó. Nghĩa là 2 ngày sau bạn hoàn thành nghĩa là 4/15. Nếu như quyển sách này bây giờ hiện tại chia thành 15 phần thì 2 ngày đầu bạn sẽ hoàn thành 11. 11 và 4 ngày sau bạn hoàn thành là 10 à thành là 2 ngày sau bạn hoàn thành là 4 phần còn lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành so sánh 11/15 và 4/15. Với 11/15 nó như nào so với 4/15? À nó sẽ lớn hơn, chứng tỏ 2 ngày đầu bạn sẽ đọc nhiều được nhiều hơn ha. Nên 2 ngày đầu thầy chỉ sợ các em không hiểu chỗ số 1 này nè. Bảo đọc được nhiều hơn 2 ngày sau. Được nào? Khi đó người ta yêu cầu các em là gì? Tìm phân số để chỉ số trên lệch đó. Tìm phân số để chỉ số trên lệch đó nghĩa là chúng ta xem thử 2 ngày nó trên lệch là bao nhiêu. Nghĩa các em sẽ lấy 2 ngày đầu trừ cho 2 ngày sau để tìm ra được cái phân số chênh lệch ha. Cái phân số chỉ số chênh lệch là thì em sẽ lấy 11/15 là 2 ngày đầu trừ cho 2 ngày sau là nó chênh lệch với nhau là 7/10. 7/15. Đó. 7/15 đây chính là cái phân số chỉ số chênh lệch của giữa 2 ngày đầu và 2 ngày sau. Hiểu chưa nào? Ok, vậy thôi. Hiểu chưa? Ta sẽ đi sang ở bài số 5 em nhé. Bài số 5. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 5 em nhé. Đố vui nha, đố vui. Vui mà xem thử có vui hay không nha. Viết phân số sau ở dạng tổng. Tổng là phép gì em? Tổng là phép cộng không? Các phân số có mẫu là số tự nhiên, nhớ là khác nhau. Thứ nhất là có mẫu á, là các số tự nhiên phải khác nhau nha. Khác nhau nghĩa là không giống nhau, nhưng có cùng tự số là 1. Nghĩa là làm sao đấy, làm nhưng mà tự số của nó đều là 1 hết em. Nghĩa là ở đây chúng ta phải nhớ, ví dụ một cái phân số A phần B này nè, chúng ta viết sao viết đó, ví dụ như là 1/E cộng 1/F cộng 1/G gì đấy. Em muốn xử lý cộng như nào cộng kệ em, nhưng mà cái tự thứ nhất đảm bảo, thứ nhất là nó là tổng nghĩa là phép cộng này, nó là phép cộng này. Thứ hai á, là tử của nó là nó có 3 cái yêu cầu. Thứ nhất là cộng này, thứ hai là tử của nó phải là bằng 1, thứ ba là các cái mẫu số này nó phải khác nhau chứ không được giống nhau. Có 3 yêu cầu như vậy. Như vậy thì bây giờ này ta nhìn nè, thấy từ đó là cơ vị không vui rồi đó. 2/3 bây giờ người ta gợi ý này, em xem gợi ý người ta này. 2/3 thì ở đây người ta tách trở thành là ở đây là 1/2. Xem thử ở đây là chấm hỏi ở đây là gì. Thầy bày em tính chấm hỏi này nhé. Nhưng mà cái chấm hỏi này, nếu để tính chấm hỏi này mà người ta gợi ý như này rồi thì em sẽ lấy 2/3 trừ cho 1 phần. Trừ cho 1 phần, trừ ngược lại em.
Kem lấy 2 phần 3 này, kem trừ ngược cho âm, trừ cho 1 phần 2 thì kết quả ở đây sẽ bằng là gì? 1 phần 6 nha. Nhưng mà cái chấm hỏi này chúng ta cần phải điền đó chính là 1 phần 6. Để tìm 1 phần 6 thì phải có phương pháp để làm nhé, đâu có tính nhẩm nữa. Rồi, được chưa nào? Như vậy thì để mà tìm ra được 1 phần 6 ở đây chúng ta đã hiểu đúng không? Câu A rất là dễ đúng không? Bây giờ câu B này. Câu B ở đây người ta không gợi ý. 8 phần 15. 8 phần 15 thì ở đây các em cũng cho nó 1 phần 2. Nghĩa là các em có quyền cho các phân số khác nếu như các em đảm bảo được các điều kiện này. À, còn ở đây thầy gợi ý là thầy cho nó 1 phần 2. Thì để tính được cái chỗ này bằng bao nhiêu thì các em lấy 8 phần 15 trừ cho 1 phần 2 ra. 8 phần 15 trừ cho 1 phần 2 thì nó sẽ bằng là 1 phần 30. Miễn sao thầy đảm bảo được là tử của nó đều là số 1. Nó là tổng và các mẫu số này khác nhau là được. Đó. C. Ở đây người ta có gợi ý là 7 phần 8 này. Ở đây cũng là 1 phần 2. Ở chỗ này các em thấy có 2 dấu chấm hỏi không? 2 dấu chấm hỏi nghĩa là chúng ta phải gì? Chúng ta phải điền vô đó 2 phân số. Như vậy để điền ở đây 2 phân số là bao nhiêu? Thì các em sẽ lấy 7 phần 8 đúng không? Các em lấy 7 phần 8 trừ cho gì? 7 phần 8 trừ cho 1 phần 2 nha. Thầy đang bấm vào đây nha. Nghĩa là đáng lẽ 7 phần 8 trừ cho 1 phần 2 thì nó sẽ bằng 3 phần 8 em. Tiếp tục các em tách 3 phần 8 này ra trở thành 2 phân số mà có tử là 1. Thì khi đó thầy đã tách được cho các em đó chính là gì? Đó chính là bằng 1 phần 4 cộng cho 1 phần 8. Nghĩa là cái này đáng lẽ nếu như một chấm hỏi thì em điền ở đây là 3 phần 8. Nhưng ở đây các em thấy tử này là số 3, nó không thỏa mãn cái đề bài, bắt buộc người ta phải tách ra nữa. Nhưng mà chỗ này hai chấm hỏi này người ta phải điền là 1 phần 4 cộng cho 1 phần 8. Được chưa? Câu D. 17 phần 18. Ở đây chúng ta cũng cho nó ở đây là 1 phần 2 cho thầy. 1 phần 2 thì nó sẽ ra được là gì? 17 phần 18 ha, trừ cho 1 phần 2 thì ở đây nó sẽ ra được là 4 phần 9 nha. 4 phần 9 này người ta tiếp tục tách ra để cho có tử số của nó là 1. Thì sau khi đó ta tách ra trở thành là 1 phần 3 cộng cho 1 phần 9 nha. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải điền là 1 phần 3 cộng cho 1 phần 9. Hiểu chưa? Đó. Có vị bài này cũng không được vui lắm đâu, tại vì nó rất là khó. Thấy như vậy cho nên các em không biết cái phương pháp thì các em nhẩm có vị lâu rồi, chứ không phải đơn giản. Các bạn nhanh thì không nói, nhưng mà các bạn mà chậm thì thầy nghĩ cái bài này rất là khó đấy, chứ không phải đùa đâu. Đảm bảo là tử của nó đều là số 1 này, các cái mẫu của nó phải khác nhau này, và nó chính là tổng. Ok chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 5, phép nhân và phép chia. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok.